cả anh chị em ha. Hôm nay máy móc Việt Nam Thủ Đức sẽ lên cho mình một cái dòng máy mới cực kỳ mới của Detong vừa mới về đáp ở Thủ Đức vào chiều hôm qua luôn. Thì sáng hôm nay em sẽ lên video sớm cho mọi người luôn nè. Dòng này sẽ là dòng cưa xích của Detong, sử dụng chân pin ha. Sử dụng pin và nó cực kỳ nhỏ gọn luôn, mọi người xem cái hộp này. Định hình trên cái tay của em một chút thì cái hộp này nó sẽ chừng 2 gân rưỡi tay đi ha. Thì mọi người sẽ hình dung được con máy nó nhỏ gọn như thế nào. Đầu tiên mình sẽ xem thử cái phần phía ngoài của nó một chút nha. Dòng này thì sẽ đi cho mọi người nè, là con M21CS06BLC. Thì đã nói là M21 thì tất nhiên nó sẽ sử dụng chân pin M21, chân pin phổ thông cực kỳ như thế này. Mọi người đã có chân pin cũng như sạc rồi, tậu cái con máy nó rất là rẻ cho mọi người luôn ấy. Rồi tiếp theo mình sẽ xem thử con máy này nó sẽ có những cái đặc điểm như thế nào nè. Đầu tiên thì ở đây nó sẽ để cho mình là bảo hành 6 tháng. Đó, thì ở đây là Detong đã dập luôn cái phần bảo hành ở đây. Đây nó sẽ sử dụng là motor từ. Rồi. À, con này nó trọng lượng của nó chỉ là 1 kg thôi. Rồi, ở đây nó sẽ có vòng đua là từ 0 đến 4.600. Như thế này nha, mẫu mã nó giống khi mình ráp vào thì nó giống y như cái hình này luôn. Cùng em khui cái con máy đi nè. Dạo này Detong về cho mình những cái mẫu mã và cái hộp em thấy cũng đẹp hơn lúc xưa rất là nhiều ha. Nó đã thay đổi rồi đó. Rồi đi kèm với máy sẽ có cho mình một cái bộ như thế này. Thì cái bộ này cũng như là cái cây này, một đầu nó sẽ như là đầu vít như thế này. Đầu đây nó sẽ là đầu mở, kiểu như là nó để sử dụng cho mình khi mà mình tháo lắp mũi xích này kia quá. Rồi còn cái này sẽ là cái phần trắng ha, cái phần trắng, phần bảo vệ. Đi kèm nữa là một cái dây xích đó mọi người, để mọi người có thể là gắn vào cái lưỡi nè. Cũng như những cái dòng sản phẩm khác sẽ đem cho mình một cái hướng dẫn sử dụng cũng như là một cái phiếu bảo hành ở trong này. Rồi, ở đây là con máy nha mọi người. Mọi người nhìn con máy nè, cực kỳ nhỏ gọn cho mình luôn. Đi kèm sẽ là một cái bình dầu như thế này. Cái bình dầu như thế này thì nó là chưa có dầu nha mọi người. Chỉ là cái bình để mình có thể là đựng dầu và sau đó là dùng để bôi trơn thôi. Rồi cái này sẽ là cái đồ lưỡi thôi. Lưỡi ở đây thì nó sẽ là lưỡi 6. Lưỡi 6 hoặc là lưỡi 8. Lưỡi 6 hoặc là lưỡi 8 thì tức ở đây nó sẽ có một cái đoạn như thế này để cho mình có thể là thay đổi, hoặc là lưỡi 6 hoặc là lưỡi 8 thì mình lưỡi 6 ứ thì mình sẽ siết sâu vào một chút ha. Lưỡi 8 thì mình sẽ dài ra thôi. Tiếp theo là con máy nè. Rồi mọi người nhìn con máy cực kỳ nhỏ gọn luôn đúng không ạ? Rất là nhỏ gọn luôn nè. Nó giống y như một cái máy quăng bình thường luôn á mọi người. Thì sẽ thấy được con máy nó nhỏ như thế nào nha. Dòng này thì mọi người hồi nãy em cũng đã nói cái mã cho mình rồi đó. CS06BLC là một dòng cưa xích pin nha. Sử dụng là pin nè. Ở đây nó sẽ để cho mình những cái thông số kỹ thuật cơ bản. Thì hồi nãy ngoài phần hộp nó cũng đã để cho mình rồi. Rồi ở đây là dập nổi cái thương hiệu của Detong nha. Đợt này những cái sản phẩm mới cũng như là những cái lô hàng mới Detong về thì cái màu thương hiệu Detong nó đổi sang màu trắng. Thì có rất là nhiều mà anh chị trên thị trường kiểu như là mới tìm hiểu hay là kiểu như mình cập nhật mới hay sao á, thì em không biết. Thì mọi người định hình là chỉ có chữ Detong màu trắng như thế này thì mới là chính hãng Detong, còn lại chữ màu đỏ lúc trước á thì là hàng nhái, thì không phải nha cả nhà. Lúc trước thì Detong nó sẽ để cho mình là cái chữ màu đỏ, sau này nó mới đổi qua màu trắng. Thì màu đỏ hay màu trắng đều là Detong chính hãng hết, chẳng qua là nó là lô hàng cũ hay lô hàng mới thôi nha. Ở đây sẽ hướng dẫn cho mình cách lắp một chút, là mọi người sẽ mở hai con ốc như này ra, mở hai con ốc lớn này ra nha. Sau đó mình sẽ đặt cái lưỡi này vào nè. Đó, đặt cái lưỡi này vào. Nếu như mà mình sử dụng lưỡi 8 thì mình sẽ để xịt ra như thế này. Còn nếu như lưỡi 6 thì mình xịt vào sát như thế này. Đó, thì nó sẽ ra là lưỡi 8 thôi. Còn cái phần trắng này thì mình sẽ gắn nó ở đây nha. Gắn nó vào đây. Đó. Để mà nó và cái kiểu như là bảo vệ á, mọi người có lỡ nó có văng những cái gì á khi mà mình sử dụng mình cưa mình cắt á thì nó chắn bớt cái phần này lại. Cái phần xích khi mà mọi người gắn vào thì nó sẽ có cái kiểu như cái mũi tên á, mọi người có mũi tên á, thì khi mà mọi người gắn á thì phía bên đầu phía trên như thế này nó sẽ là mũi tên đi ra vậy.
á mà, đi trên này và phía dưới là đi vô vậy thôi, thì mọi người mới có thể là cắt được nha. Còn nếu như ngược lại thì mọi người sẽ không cắt được. Rồi, đơn giản như vậy thôi, lắp vào nè. Thì ở đây em sẽ sử dụng trong pin M21, đây là cục pin 4A của Deptong luôn ha. Rồi, ở đây nó sẽ có với mình một cái khóa an toàn. Cái khóa an toàn ha, mình phải nhấn vào như thế này thì mình mới chạy được nha. Rồi, tại vì em chưa có gắn lưỡi cho nên là mọi người chưa thấy được cái độ chạy của cái thằng xích ha. Quá đã luôn nha. Đó, nếu như mà mọi người ngã cái nút này ra thì sẽ không sử dụng được nè. Đó ha, không sử dụng được nè. Mình nhấn vào thì mình mới có thể là sử dụng được nha. Đó, thì đây được cho xem là có khóa an toàn cực kỳ mượt mà, và con máy nó chỉ có một ký như thế này thì mọi người không có thể đòi hỏi là con máy nó như thế nào nữa ha. Ngoài ra thì lưu ý với mọi người một chút lý do vì sao Deptong lại cho mình một cái bình dầu như thế này, thì đơn giản như vậy, dòng này sẽ là dòng mini, động cơ là động cơ từ, cho nên là khi mà mình sử dụng á thì nó sẽ không có cái phần nhớt sẵn ở trong này, cho nên mình sẽ cần một cái phần nhớt này khi mà mình sử dụng. Thì không phải là lúc nào sử dụng mình cũng cần phải bôi vào, mà là lâu lâu mình hay bôi ha, bôi vào cái phần lưỡi xích ấy đó, để nó tạo cái độ trơn cho con máy và con máy chạy nó sẽ mượt mà và êm hơn. Sau khi tìm hiểu xong con máy thì đúng ra là phải test cho mọi người luôn, tuy nhiên là hiện tại em chưa có test được cho nên là sẽ báo giá cho mình luôn ha. Dòng này thì đi về cho mình là cái thân máy không như thế này, y như là nguyên kiện hồi nãy em có lên cho mình hết tất cả những phụ kiện ở đây. Nó chỉ có giá là 770.000 thôi, cực kỳ rẻ cho một dòng cưa xích như thế này luôn ha. Mình sẽ đậu cái con máy này theo cái kiểu như là thân máy 770.000, hoặc là nếu như mình chưa có pin sạc thì sẽ mua thêm pin sạc của Deptong luôn ha. Còn nếu đã có pin sạc rồi thì nhanh tay đậu con máy này thôi, chỉ có 770.000, rất là rẻ cho mình luôn nha. Thấy con máy ok thì hãy liên hệ với cái số hotline phía trên, hoặc là comment xíu dưới, hoặc nữa làm có thể là ghé cửa hàng của em ở Thủ Đức cũng như ở Bình Tân ha. Địa chỉ em cũng đã để sẵn cho mình ở phía phòng phía dưới này luôn rồi nè. Mọi người ghé vào cửa hàng của em có để có thể là tham khảo con máy, hoặc là mình sẽ liên hệ theo số hotline để bên em có thể là tư vấn cho mình được nhiều hơn nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem cái video của em nè. Nhớ subscribe cho em để khi mà em ra những cái video mình có thể là xem được nhanh nhất và cập nhật được những sản phẩm mới nhất của bên em nha. Xin chào.